xin kính chào mọi người chào mừng mọi người trở lại với Auto Express và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng so sánh trong chính cái nội bộ của chiếc crossover cỡ B Honda HRV chiếc xe mà tôi đang đứng cạnh đây là phiên bản thấp nhất phiên bản tiêu chuẩn bản G rẻ hơn so với phiên bản L và RS lần lượt là 127 và 172 triệu và chúng ta sẽ được gì khi mà bỏ ra 699 triệu để mang về chiếc xe bản G này thua thiệt gì so với những người anh em của nó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng so sánh nhanh đầu tiên à, chiếc xe này của chúng ta thì chỉ có được trang bị à, la răng 17 inch mà thôi nhưng với cá nhân tôi thì cái việc trang bị la răng 17 inch này thậm chí tạo hình nó còn đẹp hơn bản L và bản RS với hai tông màu Đấy, 6 chấu ở đây Và khoảng sáng gầm xe của chiếc xe bản G này thậm chí còn cao hơn hai phiên bản cao cấp kia là 196mm thay vì 181mm Tuy nhiên với mức giá rẻ hơn từ 127 triệu đến 172 triệu thì động cơ của bản G tất nhiên là không thể so sánh bằng. Động cơ của chiếc uh, HRV bản G này chỉ là động cơ uh, nạp khí tự nhiên 1.5 lít i4 I-VTEC Tức là động cơ này chỉ có sức mạnh 119 mã lực ở vòng tua 6.600 vòng trên phút và 145 Nm ở vòng tua 4.500 vòng trên phút. Nó thua thiệt hơn với so với hai phiên bản uh, L và RS khi mà mang động cơ 1.5 lít turbo là thua 55 mã lực và 95 Newton mét. Và với mức giá 699 triệu thì chiếc HRV bản G này cũng không có ghế lái chỉnh điện 8 hướng như phiên bản cao cấp RS mà ở đây hoàn toàn là chỉnh cơ. Tiến lên tiến xuống là chỉnh cơ. Ngả lưng, ngả ghế, nâng độ cao ghế cũng hoàn toàn chỉnh cơ. Và toàn bộ ghế trên xe chỉ là bọc nỉ mà không được bọc da Tuy nhiên thì cái được mà nhiều người sẽ nghĩ là bản 699 triệu này không được trang bị đó là Honda Sensing Thì trên chiếc HRV bản G này đã được trang bị Honda Sensing với đầy đủ các chức năng như trên bản L và bản RS Magic Six đặc sản của Honda cũng được trang bị trên bản G Và đây còn một điều nữa mà khi mà bạn cần chở cái đồ dài thì là bạn ngả ghế như thế này còn khi mà bạn muốn đi picnic đi giá ngoại thì còn một cái vị trí ghế nữa cực kỳ lợi hại đây các bạn nghĩ sao cái không gian này các bạn có thể để được rất là nhiều đồ thậm chí để được cả xe đạp của trẻ em xe đạp gấp được rất nhiều thứ mà những chiếc xe khác những thương hiệu khác không làm được mà hrv bản g bản tiêu chuẩn nhất của honda lại làm được và như tôi đã chia sẻ lúc nãy thì chiếc xe 699 triệu của chúng ta có đầy đủ các tính năng của Honda Sensing, đó là kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp và cảnh báo cả xe phía trước khởi hành. Màn hình cũng là 8 inch như phiên bản L và RS, tuy nhiên thì không được trang bị Honda Connect như hai phiên bản trên. Trang thiết bị trong xe thì cơ bản là nhựa nhưng đôi chút thì vẫn điểm một chút ra như ở tapi cửa hay hai bên tì cái má đùi ngoài đều được bọc da. Tuy nhiên với cá nhân tôi thì với mức giá này khá hợp lý và dễ mua, thậm chí đó là một điều hứa hẹn về doanh số của Honda HR-V bản G. Những cái mà thiếu hụt không bằng ví dụ như là ghế nỉ hay là vô lăng nhựa thì không thành vấn đề bạn bọc lại hoàn toàn đơn giản bây giờ các cửa hàng nâng cấp xe họ hoàn toàn làm được điều đó rất nhanh rất gọn và thậm chí rất đẹp thậm chí đẹp hơn cả phiên bản cao cấp một điểm không bằng của bản g so với các bản đàn anh nữa đó là chiếc xe này chỉ có 4 túi khí thay vì 6 túi khí trên các phiên bản cao cấp hệ thống loa chỉ có 6 loa mà thôi tức là ít hơn hai loa so với 8 loa trên phiên bản cao cấp với mức giá 699 triệu tức là rẻ hơn so với bản L 127 triệu và rẻ hơn nữa so với bản RS 172 triệu thì với những trang bị uh, tôi nghĩ là không quan trọng lắm mà bị cắt đi, bớt đi, giảm đi thì hoàn toàn là hợp lý, thậm chí là đây là một trong những chiếc xe mà kỳ vọng là sẽ đột phá doanh số crossover cỡ B tại Việt Nam trong thời gian tới. Ý kiến của bạn như thế nào? Hãy comment chia sẻ với chúng tôi để chúng ta có những cái trao đổi rõ hơn về chiếc xe này cũng như các phiên bản tiếp theo của hrv